Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn đồng hành cùng kênh Tin Mới trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tin chấn động toàn nước Mỹ, đêm hôm qua bất ngờ Trung Quốc nổi cơn tâm bệnh bắn hạ một máy bay F-35 của Mỹ ở Biển Đông, đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên mức độ báo động. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc cho biết người đứng đầu chính phủ Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình, đang rất vui mừng khi hôm qua không quân của nước này đã cho bắn cháy một chiếc máy bay không người lái của Mỹ ở eo biển Đài Loan, nơi tiếp giáp với cả Biển Đông. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, một tuần trở lại đây, các quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình ăn không ngon, ngủ không yên khi liên tục bị các nước lớn như Italia, Tây Ban Nha, Triều Tiên và Mỹ liên tục cho tên lửa và bom không kích Bắc Kinh. Nhưng vào khoảng 22 giờ đêm hôm qua, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã ăn mừng khi đêm qua một chiếc máy bay siêu hạng F-35 của Mỹ bốc cháy dữ dội ở ngoài Biển Đông bởi nó trúng một loạt các tên lửa của không quân Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc cho biết, trước sức ép kinh hoàng từ các nước phương Tây, Liên minh châu Âu và Mỹ, quân đội, chính quyền ông Tập Cận Bình đêm hôm qua đã nổi cơn tam bành cho tàu sân bay Liêu Ninh cùng một đội tàu quân hùng mạnh của Hải quân nước này đã cho nã 9 quả tên lửa bắn rơi một chiếc máy bay không người lái của Mỹ để trả thù. Và cuộc trả đũa trên đã vô tình đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên mức độ cảnh báo cao nhất. Thưa quý vị, truyền thông của Trung Quốc cho biết, cuộc công kích đêm ngày hôm qua đã làm cho người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, chủ tịch nước ông Tập Cận Bình hả hê và vui sướng. Ngay lập tức, ông Tập đã cho ăn mừng khi người đứng đầu của đất nước tỷ dân này cho rằng hôm qua chính quyền của ông đã có 2 chiến thắng vang dội làm cho các nước trên thế giới phải kính nể và làm cho Mỹ phải khiếp sợ. Trong một bài phát biểu mới nhất đêm ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình đã nói trước truyền thông Trung Quốc và truyền thông của thế giới rằng Bắc Kinh đang ăn mừng 2 chiến thắng vang dội. Một là quân đội của nước này đã bắn rơi một chiếc máy bay không người lái của không quân Mỹ ở ngoài Biển Đông, làm cho hải quân, quân đội Hoa Kỳ chạy tán loạn. Hai là Trung Quốc đã khống chế được dịch bệnh, thành phố Vũ Hán của Trung Quốc sau gần 3 tháng bị phong tỏa, thì bây giờ dịch bệnh đã bị phía Bắc Kinh khống chế. Ông Tập Cận Bình cho rằng đó là những chiến thắng vang dội mà Bắc Kinh làm được trong thời gian vừa qua. Và sắp tới, Trung Quốc sẽ vươn lên đứng ngôi vị số 1 trên thế giới thay cho Mỹ, và lúc đó quyền sinh quyền sát sẽ thuộc về tay phía Trung Quốc. Các nước trên thế giới sẽ phải kính nể phía Bắc Kinh. Thưa quý vị, ngay sau khi bắn cháy chiếc máy bay F-35 của không quân Hoa Kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đại diện là bà Hoa Xuân Ánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình đã trực tiếp lên tiếng nói rằng yêu cầu Hoa Kỳ rút ngay toàn bộ tàu thuyền và máy bay ra khỏi eo biển Đài Loan, bởi vì eo biển này thuộc về phía Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oánh còn nhấn mạnh rằng, ngoài eo biển Đài Loan thì các vùng biển ngoài Biển Đông, ví dụ như 7 hòn đảo nhân tạo và con đường 9 đoạn mà Trung Quốc vạch ra ngoài Biển Đông đều thuộc về phía Bắc Kinh, yêu cầu hải quân không quân của Hoa Kỳ cũng như tàu thuyền của các nước tránh xa những vùng đặc quyền kinh tế và vùng lãnh hải của Trung Quốc đi, nếu không sẽ bị bắn bỏ. Tiếp đó, người phát ngôn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phụng Hòa cũng đã lên tiếng chỉ trích các nước phương Tây như Italia, Tây Ban Nha, Anh, Pháp và đặc biệt là Mỹ trong thời gian vừa qua đã liên tục uy hiếp Bắc Kinh, và ông nói rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ để cho các nước phương Tây cũng như là Mỹ đe dọa đến an ninh chủ quyền, đến vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Và bất kỳ một ai, bất kỳ một nước nào mà dám xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc đều bị xóa sổ và đều bị san phẳng. Kính thưa quý vị, theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc liên tục gia tăng trong những ngày vừa qua. Chính quyền Tổng thống ông Joe Biden cũng đang trong tình trạng mất ăn mất ngủ khi cùng một lúc ông phải nghe 2 tin được cho là sét đánh. Đó là tình hình ngoài Biển Đông, một chiếc máy bay không người lái của không quân Hoa Kỳ đã bị phía Trung Quốc điên cuồng cho bắn hạ. Tin thứ hai làm cho ông Biden đang rất đau đầu, đó là việc con virus Trung Quốc đang hoành hành tại nước Mỹ khi vào rạng sáng ngày hôm nay, Bộ Y tế của Mỹ ra một thông báo khá sốc, đó là Hoa Kỳ đang có số ca nhiễm COVID cao nhất thế giới, với con số lên tới 185.000 người nhiễm, và đó là một con số hết sức đáng báo động. Mỹ đã vượt qua số ca nhiễm ở Trung Quốc và Italia chỉ sau 24 tiếng đồng hồ. Truyền thông của Mỹ cho biết đó là một tin khá sốc cho chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Joe Biden nói riêng và toàn bộ các nước trên thế giới nói chung. Một thông tin tiết lộ rằng hiện tại Tổng thống Biden đang rất tức giận. Ông liên tục đổ lỗi cho phía Bắc Kinh, cho chính quyền của ông Tập Cận Bình khi cho rằng chính Trung Quốc là nguyên nhân gây ra những hiểm họa khôn lường này cho toàn thể nhân loại.
Ông Biden không gọi virus corona bằng cái tên mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt ra, mà Tổng thống Mỹ liên tục gọi nó là con virus Vũ Hán, virus của Trung Quốc hay con virus Tập Cận Bình, vì ông cho rằng nó xuất phát từ Trung Quốc mà ra. Ông đang nghi ngờ rằng chính quyền của ông Tập đang có những âm mưu gì đó mà để sổng con virus Trung Quốc này lây lan tràn khắp hơn 190 quốc gia vùng lãnh thổ trên toàn thế giới này. Phía Mỹ cho rằng phải dập tắt ngay con virus Trung Quốc này đi bởi vì nó đang làm điêu đứng, đảo lộn, tăng thương cho nhiều nước trên thế giới. Và trong lúc tức giận, Tổng thống Mỹ ông Joe Biden nói rằng Trung Quốc phải gánh chịu mọi trách nhiệm khi đã chủ quan để cho con virus Vũ Hán lây lan ra khắp thế giới này. Bắc Kinh phải bị trừng trị, phải bị trả giá đắt. Chính quyền của ông Tập Cận Bình phải nhận một kết cục đau thương và phải bị xóa sổ bởi vì đã gây ra tình cảnh đau thương này cho nhân loại. Các tin tức liên quan tới tình hình Biển Đông, liên quan tới chiến sự giữa Mỹ và Trung Quốc và Triều Tiên hay Trung Quốc và Campuchia, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị và các bạn vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.